làm thế nào để chúng mình phân biệt được đâu là skin AC hàng chính hãng và đâu là skin AC hàng giả mạo, hàng nhái, đó hàng kém chất lượng, không có đủ những cái giấy tờ kiểm định cũng như là không có cái sự an toàn, lành tính cho cái làn da của mọi người. Và đấy mới là cái điều mà Hương quan tâm nhất. Rồi, cái hộp này là cái hộp ở bên ngoài và bên trong nó là chai sữa tắm kích trắng, một bước than hoạt tính. Thì làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được? Người thấy không ạ? Đây cái hộp đây. Trên cái vỏ hộp này nó có hai cái tem. Thì đầu tiên mọi người check giúp Hương, kiểm tra giúp Hương. Việt Mỹ Cosmetic có nghĩa là sao ạ? Đây nó chính là cái tem chống hàng giả của công ty. Công ty tên là Việt Mỹ Cosmetic mọi người nhá. Cái tem màu vàng này chính là tem chống hàng giả của công ty. Thì bước đầu tiên mọi người check cho Hương là phải có cái tem chống hàng giả của công ty Việt Mỹ Cosmetic này. Em phải soi gần vào đây cho mình thấy. Đây, cái chữ nó nổi nổi lên ở đây này. Nó có một cái chữ nổi lên ở đây nha mình nhá. Chữ nổi này là chữ nổi của chính công ty, hàng chính hãng. Việt Nam không bao giờ in giả được cái chữ nổi này mà phải in ở nước ngoài. Thế nên nếu như có cái bước này, check được là hàng nào là hàng chính hãng ngay. Phải là hàng chính hãng mới có cái chữ in nổi này. Chữ in nổi này ghi là Việt Mỹ Cosmetic. Việt Mỹ Cosmetic, chữ in nổi. In ở trên cái nắp của cái tuyết kem này. Đó, ba bước nhà mình nha. Một tem chống hàng giả của công ty, một tem điện tử chống hàng giả, và cuối cùng là cái chữ nổi này ở trong cái nắp của cái tuyết kem này. Đó, ba bước nhà mình nhớ nhá. Rồi, ba bước như vậy là đã đủ để có thể khẳng định đâu là hàng giả và đâu là hàng chính hãng. Còn đủ ba bước như thế thì chắc chắn đấy chính là hàng chính hãng của Skin AC. Nhà mình nhớ nha, để lại số điện thoại để bên công ty có thể tư vấn thêm cho mọi người. Nếu như mọi người còn có một cái thắc mắc nào đó, ghi ngay số điện thoại và thông tin ở bên dưới clip này giúp cho Hương. Và ngay sau đây Hương không muốn làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa. Hương sẽ test check trực tiếp cái sản phẩm này lên trên vùng da của Thanh Hương để nhà mình có thể kiểm chứng được thế nào và tại làm sao mà thời gian vừa qua 2 năm trở lại đây Hương chỉ có tin sử dụng cái body và cái bộ chọn bộ để mà dưỡng trắng da, chăm sóc da tại nhà, kích trắng da tại nhà của Skin AC mà thôi. Nhớ nha, mở nắp da này có chữ in nổi Việt Mỹ Cosmetic thì mới là hàng chuẩn nha. Rồi, đây là cái chai sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính. Hương lấy một lượng vừa đủ ra. Hương sẽ dùng lên trên cái vùng massage. Trong lúc mà Hương massage thế này, mọi người biết không là Hương đang lấy đi rất nhiều những cái bụi bẩn, những cái độc hại, những cái ô nhiễm, rồi những cái dầu, những cái bã nhờn, những cái mụn trứng cá, những cái bùn mụn bọc mụn ẩn nó đã ẩn sâu vào trong da của chúng ta. Hương tẩy tất cả những cái độc tố và Hương làm trắng da ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Thì cái quá trình mà cái khí carbon này, cái than hoạt tính này, nó sẽ hút tất cả những cái bụi bẩn, nó sẽ làm thu nhỏ cái lỗ chân lông, nó không bị vàng lông cái da của Hương. Và quan trọng nữa, cái da của Hương nó mịn màng, nó trắng sáng. Nó rất rất là tốt trong cái mùa mà hanh khô, nứt nẻ da như này, bởi vì nó cấp ẩm cho da, nó làm cho da của chúng ta nó được gọi là cân bằng cái độ pH cho da. Và đặc biệt nữa là dưỡng trắng. Không tin thì một lát nữa mọi người sẽ có thể so sánh được một bên Hương dùng và bên không nó như thế nào. Rồi, trong lúc chờ đợi cái phần vai này thì Hương sử dụng tiếp cái phần bình má của Hương. Massage vào vùng da của chúng ta nhẹ nhàng thôi để nó lấy đi tất cả những cái bụi bẩn, những cái độc tố trên da. Thực ra cái công đoạn mà sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính thì nghe cái tên là mọi người đã hiểu rồi. Đó, công đoạn kích trắng có nghĩa là sao? Mình sử dụng xong một lần là mình có thể kích được cái làn da của mình trắng sáng lên. Bằng than hoạt tính có nghĩa là thành phần chính của nó là than hoạt tính. Và toàn bộ sản phẩm này là hàng nguyên liệu, tất cả nhập khẩu là của Hàn Quốc nhà mình nhá. Skin AC là hàng của Hàn Quốc nhà mình ạ. Đó, giá chọn bộ để mà đã được ưu đãi khi mà mua 3 được tặng thêm 1 là 1.470.000. Mua lẻ là 490.000, nhưng tội gì mua lẻ đúng không ạ? Hương mua là Hương sẽ mua trọn bộ luôn để Hương được một cái giá ưu đãi. Nhà mình nhớ nhá, cứ để lại số điện thoại bên dưới để bên công ty tư vấn thêm cho nhà mình. Nhớ nha, có 3 bước để check được hàng giả hàng thật thì mình nhớ nha. Tem chống hàng giả của công ty này. Đó, tem điện tử ở bên cạnh cái tem chống hàng giả, và cuối cùng là cái nắp ở trong cái tuýp này, khi mở cái nắp này ra là nó phải có cái chữ nổi in của bên công ty, mà cái này không thể nào mà làm giả hàng nhái được. Việt Nam không làm được, phải sang nước ngoài mới làm được. Cho nên là thường ấy là những cái nơi đơn vị mà họ làm giả làm nhái là họ không có tiền. Họ không có tiền thì không thể đủ tiền và đủ trình độ để đầu tư nhiều tiền như thế để làm cái hàng giả như vậy được, bởi vì cầu kỳ quá. Đó,
Nên khi mà đã mua được skin IC theo cái kiểu với cái ba cái bước mà chúng ta check như vậy là khẳng định đấy là hàng thật rồi. Nó không lột, không trộn bất cứ một cái gì, nó không bào mòn bất cứ một cái gì cả. Chúng ta càng dùng thì chúng ta càng dưỡng trắng da thôi, và chúng ta càng đẩy thật là nhiều dưỡng chất vào da thôi. Càng dùng nhiều thì càng tốt, một ngày dùng một lần cũng được, còn không thì một tuần dùng 3 lần cho hương. Còn cái chai sữa tắm mà được tặng thêm này thì ngày nào chúng ta sử dụng cũng được. Cái chai này là chai sữa tắm tẩy tế bào da chết, thì cái da của chúng ta đi hàng ngày thì ngày nào chúng ta cũng cần phải tẩy tế bào da chết, bởi vì ngày nào cũng bụi bặm rồi không khí các thứ nó dính vào da của chúng ta đó. Thế còn cái hai cái chai dưỡng ngày dưỡng đêm này thì một lát nữa dùng Hương sẽ chia sẻ với tất cả nhà mình. Nhà mình để cho Hương khoảng độ tầm 15-20 phút, sau đó thì nhà mình sẽ tắm lại bằng nước trắng. Tuy nhiên mà cái clip ngày hôm nay mà Hương ngồi Hương chờ 15-20 phút thì nó lâu quá, nên là một lát nữa Hương xin phép là khoảng vài phút nữa thôi thì Hương sẽ làm sạch cái vùng da này để có thể gọi là so sánh đối chiếu cho nhà mình, để nhà mình xem nhá. Rồi bây giờ Hương sẽ làm sạch cái vùng da, phần vùng da cổ trước nhá. Sau đó là Hương sẽ lau sạch cái phần da mặt đi luôn nhá. Bây giờ Hương so sánh luôn này. Nhà mình có thấy không ạ? Nhà mình có nhìn thấy cái vùng này không ạ? Nhà mình có thấy rằng là cái vùng mà Hương bôi này nó khác hẳn cái bên này không ạ? Đây, nhà mình có thể so sánh được luôn này. Đó. Cái da của Hương là Hương sử dụng thường xuyên. Đây, cái phần vừa bôi xong đây, trời ơi, nó trắng như thế này. Nó trắng bóc lên như thế này. Nó trắng bóc lên như thế này. Đây, nhà mình nhìn nhá. Đây, nó trắng chưa? Nó trắng tới mức độ như thế này. Trắng mà trắng mịn màng, trắng tự nhiên. Và phải là Skin IC hàng chính hãng mới có thể làm cho cái làn da của một người trắng sáng như thế này được. Đó, người thấy không ạ? Đây, cái vùng da đây. Đây, có bôi đây nhá.